đi ăn lẩu một mình sau khi trả hết nợ 3,6 tỷ. Người đàn ông nghẹn ngào với hành động của chủ quán. Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông tự thưởng cho mình một buổi ăn lẩu sau khi trả hết nợ đã thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đoạn clip, trên bàn người đàn ông trung niên có tổng cộng 5 món ăn. Ban đầu, chủ quán vì thấy anh gọi nhiều món nên cứ nghĩ rằng anh đang đợi bạn đến ăn cùng. Thế nhưng, sau đó một hồi lâu vẫn không thấy ai đến. Chủ quán đã vô cùng tò mò và đến hỏi thăm anh. Khi được hỏi rằng tại sao gọi nhiều món như vậy dù chỉ đi một mình, anh trả lời rằng vì mới trả hết số nợ lớn nên muốn tự thưởng cho bản thân một bữa thật ngon. Nghe vậy, chủ quán liền hỏi anh là tại sao lại không dùng gia đình hay bạn bè đến chung vui. Người đàn ông lúc này trông có vẻ ngậm ngùi, anh cúi đầu một lúc rồi nói: "Tôi nợ nhiều như vậy, bạn bè rời xa hết, gia đình cũng không còn ai. Bây giờ tôi chỉ có một mình thôi." Thấy vậy, chủ quán đã vỗ vai và an ủi anh rồi rời đi. Một lúc sau, chủ quán quay lại rồi tặng anh một chai rượu để chúc mừng cho ngày vui và hẹn chốc nữa khi xong việc sẽ đến chung vui cùng anh. Khi người chủ quán rời đi, anh cứ nhìn theo và lấy tay lau đi nước mắt. Chứng kiến khoảnh khắc này, cư dân mạng đã không khỏi nghẹn ngào và dành nhiều lời khen ngợi cho hành động ấm áp của người chủ quán.